Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ trở lại với anh em bằng một video dùng 5.000 viên collection, đó là viên crab anh em hay gọi đấy. Đó, chúng ta sẽ dùng 5.000 viên và chúng ta sẽ dùng nó để chế tạo đá cổ vật. Đó, và hy vọng hôm nay mình có thể tạo được viên đá cổ vật thứ 7 nha anh em, loại 7 nhé. Và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nếu thấy hay nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bằng video úp đá cổ vật đấy. Thì để chuẩn bị có đá cổ vật chúng ta sẽ cần, thứ nhất là gen này, thứ hai chúng ta cần mảnh vỡ, và thứ ba là chúng ta sẽ cần viên ngọc này nha anh em. Và mỗi lần ép thì chúng ta sẽ tốn bằng một mảnh vỡ cục đá cổ vật và một viên crab. Thì đầu tiên mình sẽ vẫn là sẽ tách ra như bình thường. Đó, viên đá crab, đá mảnh vỡ cổ vật này thì chúng ta vẫn có thể góp lại, và tối đa là chúng ta có thể góp được 30 viên nha anh em. Và mình đang ở server 9. Rồi, xem ngày hôm nay chúng ta có may mắn hay không. Đầu tiên thì mình sẽ mồi goblin bằng những viên một đá cổ vật và một crab anh em. Tỷ lệ là 80% và chúng ta sẽ phải tốn 10 triệu gen lần. Đó, nên anh em cần chuẩn bị một lượng gen khá là nhiều. Ôi trời ơi, loại thứ ba này mình nhận được một viên mana khá là cùi. Ok, tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ tốn tầm 5.000 viên lần. 2 à, lệnh à, viên này thì chúng ta cũng không cần lắm. Yep. Viên số 5 này, sell lần đám đi. À, tăng tỷ lệ phòng thủ thuộc tính thành công cộng 9 à, được anh nhé, viên này được nhá. Viên này không tồi đâu. Tiếp. Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công của thuộc tính là rất là ngon. Speed nào, viên số 4 thì chúng ta sẽ có speed. Oh, crit down. Mình vẫn đang mong muốn là tìm ra một viên số 4 crit tăng tốc độ đánh anh em ạ. Đam reduction cộng 5. Cả một thôi anh em. Thì như anh em đã thấy mình úp ra được 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đây là đá cổ vật, và chúng ta sẽ khi mà chúng ta ép thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là random. Đó, chúng ta sẽ bất kỳ tạo ra 7 loại đá cổ vật từ loại 1 cho đến loại 7, và đối với mỗi loại thì sẽ có một cái dòng khác nhau. Ví dụ viên số 1 thì nó có rất là nhiều dòng, và trong đó nó sẽ có cái dòng là Dam Reduction đấy. Thì để có cái thông tin chi tiết và tổng quát nhất về cái hệ thống đá cổ vật và các cái dòng của nó thì mình sẽ để cho anh em cái link đó ở dưới phần mô tả hoặc là dưới comment. Anh em có thể vào đó và xem xét là đối với cái loại 1 thì có những cái ốp gì, đó đối với loại 2 sẽ có những cái ốp gì nhé. Tiếp tục nào. 1 2 3 4 5 rồi, tạo nào. Ui, lại bộ này speed. Lại sell lần đam. Chưa ra được cái viên tăng tốc độ lại anh em ạ. Tiếp nào. Đó, nó có tỷ lệ thất bại chứ nhé, chúng ta chỉ có 80, tỷ lệ là thành công là 80% mà thôi. 3 lần liên tục kìa. Lại số 4, lại crit down. Tiếp nào anh em. Số 2, tăng năng lượng. Tiếp vẫn là một viên thôi lại nha. Mình thể một viên nó có tỷ lệ hơn đấy. Rồi. Tiếp nào. 80% tỷ lệ khá chuẩn này anh em. Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công à. Viên này thì chỉ có đi PVM thôi nhé. Ở cái server của mình thì các cái viên tăng tỷ lệ phòng thủ thành công thì chủ yếu là PVM. Lại sell lần đam vẫn chưa ra được viên speed nhé. Tốc độ đánh cũng chưa thấy đâu. Số 2 này, tăng năng lượng cộng 5 này. Đó anh em thấy này, số 2 này. Còn nó có thể tăng mình lệnh, tăng năng lượng, tăng agi, tăng sức mạnh này. Và nó cũng có tỷ lệ tạo ra là tăng năng lượng cộng 5 hoặc là cộng 4 này, nó khác nhau như nhé. Có rất là nhiều option. Lại số 2, đấy, lại tăng mình lệnh này. Thất bại rồi. Bài rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ 2 viên một tí nhé. Lần 2 viên. 3 mắc SD này, số 1 tăng defense. D thì cũng SD quá anh em, là cộng 7 thì quá so với PVP. Rồi 2 viên nữa. Ui, số 4 1. Đấy, sẽ lần đam anh em ạ. Rồi, Nên ví dụ nha, nếu như mà sau này mà anh em ép được như mình đi thì rồi anh em sẽ làm gì với nó nữa. Thì đối với các cái viên đá cổ vật mà anh em đã được tạo ra, nếu như mà anh em không thích thì anh em có thể hủy nó đi để anh em nhận được cái viên úp cộng của viên đá cổ vật này lên đi nhé. Anh em phải kích cho mình vào nút là disable này đó, và anh em hủy những cái viên mà anh em không mong muốn đi. Viên tăng năng lượng này mình cũng không cần đâu, cái viên này thì mình sẽ cần một viên là level nó cao hơn. Đấy, viên DD là không được bỏ đi nhé, viên DD là phải giữ lại. Đấy, viên còng 5 ngon này, viên còng 1 này thì bỏ luôn, mặc SD là bỏ luôn, các hệ lần đá bỏ luôn, phòng thủ thành công bỏ luôn, click đá bỏ luôn, bỏ hết. Rồi mình sẽ giữ lại hai viên này trước mắt đi nhé. Rồi khi mà anh em tạo ra được cái artifact Enchantment Stone này là đã nâng cấp này, anh em có thể boost lên đây, anh em góp nó lại đấy, để góp nó lại như mình để cho nó gọn. Tiếp tục 10 viên ngay nhé. Ngày hôm nay là chỉ có đập thôi anh em ạ, chỉ còn cục đá cổ vật thôi. Lại cái đích đam anh em. Thì giữ lại đây luôn anh em, tí là mình sẽ gom dần lại sau. Tiếp tục nào. Đá bại nào. Đá bại, ui lại ra 3 và 4, mắc lại cộng 6 và cái đích đam. Cộng thêm 8 điểm. Trời ơi. Đá bại. Lại 1,3. Với đam đến nút sân cộng 6 đấy nhé, mắc SD. Đam đến sân cộng 6 giữ lại. Vẫn ngon hơn viên còng 5 này nhé. Đam đến nó sẽ là giảm đam đến 6 điểm ấy, rất là ngon. Mình nhớ mắc tối đa của nó là còng 10 đấy nhé, nhưng mà rất là khó ra. Bất bài này, lại sẽ làm đam. Cái 4 này, lại sẽ làm đam. Trời ơi. Rồi, cái này thì ta lại tiếp tục hủy đến thôi anh em. Disable nó đi. Lần đam, FFT, click đam, back lại, click đam, còn lại. Rồi, tiếp tục ra. Tách tiếp 10 viên này ra. Ta ép 40 viên này đấy anh em ạ. 10 viên mà chưa thấy một viên 6, một viên 7 nào hết. Tách luôn ạ. Một defense cộng 8, hai viên giống nhau rồi, hai viên giống nhau, có mùi ra đó đấy, có mùi ra đấy, ra luôn. 2 cộng 4 đấy, trời ơi skill attack power nữa, cộng thêm 7 anh em ạ, tăng đam, viên ở tăng đam anh em. Ôi ôi, số 1 defense success đây, bên này thì giữ lại anh em ạ, bên này giữ lại đi, bên này tí là bỏ nó đi. Lại hai viên số 1. Trời ơi, tăng đẹp basic và tăng defense lên. Rồi, chúng ta tiếp tục hủy đi, những cái chúng ta không cần. Tại giờ toàn là số 1. Thì 24 rồi anh em. Tiếp tục chúng ta lấy thêm ra. Hành trình đi kiểm viên đa 7 khá là gian nan anh em ạ. Ok, tiếp tục nào. Ta sẽ ép lẻ 2 lần 1 chứ, chúng ta sẽ lên 3 lần 1 chứ nhé. Đây, chúng ta sẽ tăng dần cấp độ lên. 1 tu 7. Loài 7. Loài 5 này anh em. Tăng khả năng tấn công thuộc tỉnh này. Lên 5 điểm à. Lại đẹp basic. Cái viên mà tăng tốc độ đánh còn 8 này ngon đấy nhé. Tăng nhanh nhẹn này, không phải tăng tốc độ đánh mà gọi là tăng nhanh nhẹn. Đấy, tăng còn 8, đi sang 1 thì bỏ đi, thì giữ lại. Tiếp tục. 2, 3. Ôi trời ơi. Ôi, đam reduction cộng 9 kìa anh em, và tăng máu lên 6 điểm. Đấy, anh này anh em thấy không? Viên 1 này nó từ cộng 5 này, cộng 6 này, cộng 9 này. Viên cộng 9 là ngon đấy anh em. viên máu em vứt đi. Thì này chúng ta sẽ phân hủy nó ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lên 7 nào. Trời ơi, bạn là 3. Mặc AG 8 đến đu sân cầu 8. Viên này 6 này, 26, viên 5. Viên 5 bỏ đi nha anh em. Giữ lại viên 8. Đây, giữ lại viên 8. 8 là chỉ chúng ta sẽ giữ lại. Còn cái viên này chúng ta sẽ phân hủy đi. À, còn một viên nữa, còn một lần nữa. Lần nữa, biết đâu ra 7. 7 nào. Trời ơi, viên 1. Phòng thủ thành công tăng lên 7 điểm. Phân hủy. 8 đến nút sân. 8 đến nút sân cử bắp. À, 14 này. 31 rồi. Tiếp tục tách ra tiếp nha anh em. Rồi. 1, 3. 4 viên một lần nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ là 4 viên một lần. Đấy, 4 viên một lần. Ôi trời ơi, 3 và 4. Max AG này. Q Attack này. Q Power à. Chris Dam. Toàn viên cùi anh em ạ. 2, 3. 3. 4, 3, 2, 1 đi nhé. Đoài 7 này. Đoài ra viên 5 nữa này anh em. Ui, tăng khả năng tấn công thuộc tỷ lượng lên 2 điểm. Thành công lên 2 điểm. Trời. Ui, lại viên đam cộng 8 này. Viên giảm đam. À. Đây, viên giảm đam cộng 8 ngon đi nhé. Viên này thì bỏ lại 5 nhưng mà lại chỉ có được cộng 2 điểm thôi. Không cần làm. Tiếp là 2 này. 4 và 3. 4 và 3 ra khá nhiều nha anh em. Mắc SD này. Vết đam này. Trời ơi, toàn ra gì không. Một viên nào. Loài 5 tiếp. Trời ơi, tăng Attack Power. Attack Power này là tăng cái điểm như này, mình tăng lên 3 điểm đi nhé. Rồi, toàn rác rồi. 1.000 viên cre đã đi vào hư vô hay sao. Đó, mình chỉ này cho anh em. Tiếp tục này, tách ra nào. Ta chỉ còn là 40 viên là mảnh đá cổ vật thôi, mảnh vỡ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đập theo cái chế độ là tăng dần, đó là 1, 2, 3, 4. Đấy. Đây, viên số 4 này không chứa, mà thấy một viên số 4 nào tăng tốc độ đánh anh em ạ. 2 viên nào. Ôi trời ơi. Tại gì đây? 3 viên nào. 2, 3. 3 rồi ơi, lại 2 và 5. Attack Success lên 3 điểm. Tăng Success lên 8. Lên 8 thì giữ anh em. Những viên số 2 mà tăng lên tầm 8 điểm trở lên là đều có thể giữ được đấy anh em ạ. Này. Ôi rồi ơi, 1,3 viên 7 đâu. F6. Mắc AG toàn cùi thế này. Làm. Rồi lần cuối cùng mình sẽ lấy ra và chúng ta sẽ đập vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok. Mình sẽ đập 10 lần, 10 viên một lần đi nhé. Lần cuối cùng là chơi lớn, đập 10 viên một lần anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Viên 7 đâu. Trời ơi, 1, 2, 3, 4. Đam đến đu sân cộng 7. Max AG cộng 7. Ui, tăng stress lên 1 điểm là kìa anh em. Biết tệ nhất luôn. Q Attack Power lên 7 điểm. Big Dam lên 8 điểm. Toàn là viên rác không vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Đây này nha. Lên nào. ra cả 10 viên nhưng mà toàn thấy 1 này, 2 này, 5 này, giảm đam 4 điểm này, tăng giảm thêm 3 điểm này, tăng giảm thêm 5 điểm này. Trời ơi, toàn viên gì không đây. Ô VC2 ta sẽ lên 8, giữ lại nhé. Khi bạn tắt power sẽ lên 1 điểm nữa kìa. Trời ơi, tăng phòng thủ thuộc tính này. Bên này giữ lại nhé, 8 điểm là cao rồi, đấy nhé. Rồi, những gì còn sót lại của chúng ta 10 viên cuối cùng trong giá sản 150.000 viên cái này. Ta chưa thấy viên 7 và viên 6 đâu. Đấy, mình sẽ xếp xem kẻ xem thử cho nhé. Đấy. Tiền 7 không? Trời ơi, được một viên 6. 1, 2, 3, 4, 6. Không có viên 7 rồi anh em ơi. Attack power hoặc magic lên 6 điểm. Trời ơi. Skill này. Max AG, defense. Toàn viên cùi nha em ạ. Toàn viên cùi hết rồi. Động cái này là toàn viên cùi hết, mình sẽ tách ra hết nha anh em. Đấy, anh em chỉ cần nhận vào disable và còn ok vào viên đá mà chúng ta không muốn sử dụng. Không có một viên 7 nào nha em ạ. Rồi, ta sẽ gom lại 65 viên. Rồi, nếu như mà anh em đã có được mảnh đá nâng cấp này và một viên mà anh em muốn tăng cấp đồ nó lên thì anh em vẫn là chọn vào cái dòng cuối cùng của Chào Gaming và nâng cấp đồ như bình thường bằng cách là lựa chọn nó. Ví dụ mình muốn tăng cái viên tòng 9 này lên nha nhé, ta lựa chọn nó và có tỷ lệ ở cấp độ 1 là 100% này, nó sẽ tăng lên giảm đam là lên được 13 điểm này nhé. Tiếp tục cộng 3 cộng 2 thì nó sẽ vẫn là 100% như nhé. Đấy, ta có được reduction đam rate là lên 16 này, từ cộng 3 trở lên là bị giảm xuống 95%. Rồi giảm xuống về cộng 1 rồi đấy nhé. Và số lượng tăng đá thì cứ 1 theo số lẻ đấy nhé. 1 này, 3, 5 này, 7 này. Đó, lên cộng 3 rồi đam giảm đi 20 là rồi nhé. Ngon đấy. Ô, cộng 4 đam là được giảm đi 23. Rồi cộng 5 đam được lên 27 điểm. Cộng 6 rồi nha, Absolution lên cộng 30. Cái này mà thành công là chắc là lên được 33 điểm anh em ạ. Đó, lên được 33 điểm này. Đấy. Như vậy là chúng ta có thể nâng cấp được viên đá của vật chúng ta lên từ cộng 1 tới cộng 7. Và nó sẽ tốn rất là nhiều cái đá nâng cấp của vật này. Rồi, ok, sau khi đã có đá của vật và đã được nâng cấp lên cộng 7 thì chúng ta có thể khảm lên. Đấy, có thể khảm lên và nó sẽ tăng pôn của chúng ta vào đây nhé. Đây chúng ta phải dùng với số 2. Với số 2 của chúng ta đặt là bên số 6 lên trước, bên số 6 sẽ đặt ở bên này nhé. Đến số 7 thì chúng ta sẽ có thêm một điểm ở đây. Đó. Số 4 chúng ta sẽ đặt ở bên này. Đến số 5 chúng ta sẽ đặt vào đây. Đó. Đến số 2 thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Bên số 1 sẽ đặt ở đây. Đó, nếu như mà mình còn với số 3 thì chúng ta sẽ đặt 1, 2 và 3 vào đây. Và một ô như này là để khảm lên số 7 nhé. Thay thế bên số 6 này bằng số 7 thì chúng ta sẽ tăng được tất cả các chỉ số pôn. Đây, chỉ số pôn C của chúng ta lên bên này là 100 điểm. Đấy. Hiện tại thì mình đang khảm lung tung một chút để cho anh em ví dụ để anh em thấy. Ngày hôm nay thì khá là thất vọng khi mà chúng ta đã tốn được tầm 5.000 viên cred nhưng lại không tạo ra được một viên 7 nào hết. Khá là thất vọng anh em ạ. Tỷ lệ khá là khó ở server này. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều.